Mặt trời lại mọc rồi ư? Không thể tin được. Mới hôm qua nhắm mắt lại mà hôm nay một ngày mới đã bắt đầu rồi. Ok, hành trình ra khơi ngày hôm nay mình nghĩ sẽ có rất nhiều sự hài hước. Còn hài đến mức nào thì càng về cuối lại càng khiến bạn đau bụng đấy. Nhưng không tiết lộ trước được đâu. Shh, có một bạn sư tử biển ghé thăm các bạn nè. Đáng yêu như thế này, mình mà là các bạn, mình đã like cho phát rồi. Còn đây là bạch tuộc khổng lồ. Ôi, lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy đấy. Và cá mú siêu to khổng lồ ư? Con này lạ nha. Theo bạn thì con nào có thật trong ba con này? Cái tên cá mú nghe lạ hoắc. Ấy thế mà nó có thật hả các bạn ơi? Bạn nào dân biển vào xác nhận dùm nhanh chí với. To như thế này, ấy thế mà vẫn có ngày mắc bẫy như trời. Hi hi, quả là lưới trời lồng lộng. Đây rồi, không hẹn mà gặp. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiểu sợ bé nai sao ấy. Mặt tái xanh lét kìa. Còn bạn, bạn có sợ bé na không? À mà này, thấy chó điệu bao giờ chưa? Chó điệu đi cắt quốc đẹp vô cùng tận luôn. Còn nói về độ slay á, ai làm lại ả ta bây giờ? Con bé đó, nó dễ thương. Mắt nó đẹp như mắt biết. Nhưng mà... Theo bạn thì để chấm 10 điểm hài hước, con nào sẽ được điểm hơn đây? Làm người mà có lúc chấm điểm cho động vật cũng thấy khó ghê ha. Hồi nhỏ ước mơ làm người mẫu, lớn lên cao chưa đến 1 mét và lại làm cờ hó thì cũng đành chịu thôi. Cơ mà không thể phủ nhận một điều là thần thái đỉnh của Chóp cùng skill thân sâu của cả hai đều xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Uê, được của nó đấy. Chắc là kiếp trước hai em này làm người mẫu cũng nên. Mà này cẩn thận nhé, bạn sẽ gặp con báo trong video tiếp theo. Nhưng mà con báo trong nhà này nó lạ lắm. Anh chủ quăng chiếc dép xuống biển và kêu cờ hó đi nhặt. Ok, em tới đây. Ok. Em cờ hó đi một đường quyền một cái làm anh chủ xịt keo cứng ngắc liền. Báo quá báo mà, không báo thì là gì. Ê, cẩn thận bị con nhím xiên vô bây giờ. Một con nhím nọ vô tình xâm phạm vào lãnh thổ con người và bị một con cờ hó tấn công. Rồi, cái kết sẽ ra sao đây? Vũng bùn nhảy nhụa đã trở thành võ đài cho hai em tỷ thí. Bạn đã nhìn thấy chó và nhím oánh nhau bao giờ chưa? Sau 4-4-16 hiệp đấu nảy lửa, cuối cùng nhím đã sức cùng lực kiệt xin chịu thua. Cơ mà có lẽ nhìn bản mặt con chó lúc này cũng đủ hiểu chiến tích này không hề dễ dàng với nó một tí nào. Ôi rồi ôi, gai nhím tua tủa cắm quanh cơ thể luôn. Không biết con cờ hó ấy mà nó biết nói tiếng người thì khi đó nó sẽ nói cái gì nhỉ? Có sen nào chuyên gia hiểu tiếng của những chú boss không? Comment xuống bên dưới nhé. Còn đây, bé Châu đang bận múc băng cỏ mà nghe được tiếng mấy má hàng xóm kiểu. Làm sao vậy? Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình. Đang mắc bánh lộn mà lại không có ai để solo, gấu trúc đỏ tự mình lao ra gây sự với hòn đá luôn. Ai chà, hòn đá lúc này kiểu đã làm gì đâu, ai đã ghẹo gì bạn đâu. Có nhiều sự đáng yêu ở đây. Và bây giờ bạn hãy ngồi yên nhé, nếu không sẽ đổ gục trước sự đáng yêu này. Đây, lên nhạc cái là khác bọt ngay. Chưa đầu như ai kia.
sơ hở là hết khôn, trông vô tri đến chịu luôn. Có khi thanh niên vô tri nhất lớp mình cũng chả bằng ấy chứ. Ơ mà khoan đã, có gì đó không ổn ở đây. Hóa ra là mèo đang bắt nạt chuột hả? Hãy xem sự trả thù của chuột đây. Thật vô nghĩa. Trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Còn trường hợp sau lại hoàn toàn ngược lại. Trời ơi, cứu tôi ơi! Cứu cuộc đời tôi ơi! Cứu cuộc đời ơi! Trời ơi! Chumina, em to xác vậy thôi, chứ tâm hồn em yếu đuối lắm. Hãy nhìn bộ trưởng bộ ngoại giao của các bạn đi. Thân thiện là thân thiện dữ chưa hả trời? Này đâu hôi hàm, lông cứng. Tao là cái gì cơ? Tao mà cắn một phát mày lại thành củ cà rốt bây giờ. Chúng lao vào nhau không thương tiếc như hai cục lửa đang bùng cháy vậy. Cuộc chiến này cam gò quá, theo bạn thì con nào sẽ thắng? Ố là la, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy, hay cha bụt. Cú knock out cuối đã giúp Capybara mang số báo danh 1 tạm giành chiến thắng. Ở một diễn biến khác, nghiêm trọng lắm rồi mà bạn vẫn đứng đây xem hả? Báo công an ngay. Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng xe áo nhau, đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Hãy ngồi xuống đây ăn bánh. Mà nhìn mấy con này bắt nhau lại thấy quen quen. Có phải trung bình một nhóm bạn 3 đứa sẽ thường như thế này không? Xác nhận dùm tôi cái coi. Khi ước mơ của bạn là người mẫu, nhưng ông trời lại tặng bạn đôi chân thiếu vài chục cm. Nhưng không sao, chân ngắn thì địa vị cao, khỏi cần làm gì, chỉ việc ngồi đẹp thôi, mọi người tự động xếp hàng gánh hộ cho bạn luôn. Đúng là vừa ngắn vừa sang. Còn chúng mình giờ ra chơi thì làm cái gì? Tranh thủ vận động giãn xương khớp một tí. Giao lưu với anh em TikTok. Ai ngờ chân hôm nay dài quá, đá tung cả nắp điện thoại rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Rồi xong cái kết của chiếc điện thoại sẽ thế nào? Không có thời gian cho bạn suy nghĩ đâu, mà chỉ có thời gian cho nhịp tim bạn trở lại bình thường thôi. Chào cậu, anh đứng ở đây từ chiều. Suýt chút nữa thì không chỉ chiếc điện thoại mà tim tôi cũng phải mang đi sửa luôn quá. Mới có vài giây đầu thôi, đừng cười vội kẻo mỏi mồm. Cùng anh băng qua bao đại dương, thế còn qua vũng nước này có ổn không? Là đi qua hay ngã rúi rụi nhỉ? Còn gì nữa đâu mà khóc với. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Như thế này rồi mà không đi được hết cành cây. Nhìn anh trai đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng không, sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Nhưng mà thôi không sao, gãy cả cành cây kia là biết mức độ học mi đang SOS như thế nào rồi. Hot đi chim, hot đi chim. Thôi anh bạn đừng khóc nữa, hãy nín nhanh, lên đồ mình đi giải sầu quên nỗi buồn đó đi. Đảm bảo đôi môi luôn nở nụ cười yêu đời, vui tươi mãi thôi. Ai mà sợ mình mất răng thì nhớ là cười khi còn có thể nhé. Đừng để như hai chú bộ đội này. Chẳng biết làm sao làm cái gì mà gây nên hậu quả như thế này đây. Bị ngã hay là ông đốt? Cứ tưởng cuộc đời bộ đội thật là sang,
Nhưng không, đang yên đang lành các chú lại muốn đi trùng tu nhan sắc. Gặp ngay các chú ông thợ chưa lành nghề lắm, nên thành ra khuôn mặt có hơi tí khác thôi. Làm cho bố mẹ tưởng con đi bộ đội như thế này, bạn bè tưởng đi bộ đội như thế này, hóa ra thực tế là bị phù mỏ như thế này hả? Thế nên nếu như bạn không muốn trải nghiệm lớp làm đẹp này thì hãy cẩn thận với các chú ong nhé. Đang cười phớ lớ nhưng bạn hãy giữ một cái tinh thần thật lạnh vào để tinh mắt phân biệt câu hỏi này chứ còn sao nữa. Tắm mòn trăm cục xà bông rồi nhưng bạn có phân biệt được đâu là cục xà bông thật, đâu là cục xà bông giả không? Giữa ban ngày ban mặt mà mắt của bạn tình như cú vợ vậy. Lỡ mà dùng cục squishy này thì cũng tiết kiệm đấy, tắm chẳng bao giờ hết đâu. Nhưng thôi, squishy để chơi, còn xà bông thì để... Có xà bông thì tắm rửa siêng năng vào, không đến mùa đông có muốn siêng tắm cũng chẳng được đâu. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi? Có ai thấy quen quen không? Đến lúc quần áo như đông đá như mực khô rồi, mang đống này ra sản xuất làm áo giáp, đao kiếm tại gia còn được ấy chứ nhở? Video tiếp theo là một video không thể rời mắt, nhớ bật mắc loa nha. Gòi gòi, tới cuối cùng thì quả bóng này thế nào? Nổ, bị xẹp hay bị cắt mãi thôi? Giờ thì bạn đã hiểu lý do tại sao nhanh trí bảo bật mắc loa rồi chứ? Chính vì nó chẳng nổ, chẳng bị xẹp nên cứ bị cắt mãi như thế. Đây là một quả bóng được thiết kế để tạo ra những âm thanh ASMR, thỏa mãn những đôi tai khó tính nhất đó. Buồn buồn ngồi cắn móng tay, chờ cả ngày rồi mà chẳng ai rủ đi chơi, trong khi đã thay 7749 bộ quần áo. Hừ, dỗi bây giờ. Nhà bạn có nuôi con pet cưng nào giống như thế không? Bạn xem con nào buồn cười hơn? Shin thay mặt trao tặng ngay hai danh hiệu Miss Điều Đận, là vừa đần vừa điệu cho cả hai cô đây nhé. Tạo hình đỉnh cao thế cơ mà. Đấy, đã phải hy sinh để làm trò hề cho các sen xem rồi mà các sen vẫn chẳng like gì cả. Chán các sen thật đấy. Nè nè, mà nếu như các bạn có like thì like từ từ thôi nhé, không thì nổ video mất. Chương trình tiếp theo còn tăng cấp độ hơn nữa, sẽ khiến bạn muốn share ngay cho lớp mình đấy. Khi thấy cô giáo của trường người ta trổ tài kiểu... Quả là mãn nhãn, đứa nào đứa ấy trố hết cả mắt lên vì ngạc nhiên trước cái tài năng này. Nếu như mình lọt vào cái lớp này, có khi mình là học sinh giỏi từ lâu rồi chứ nhỉ? Ở lớp các bạn có thầy cô nào cũng vui tính và nhiều tài năng giống như vậy không? Hay ở trường các bạn có top những thầy cô nào cũng đang ẩn giấu tài năng không? Hãy flex cho Nhanh Trí biết dưới bình luận ngay nhé. Chưa dừng lại ở đó đâu, hết tài năng học đường còn đến cả tài năng thể thao cơ. Nhưng mà nó lạ lắm. Không biết cô gái đang trổ tài cho môn thể thao gì? Múa dẻo, đá bóng hay là bắn cung? Nào các bạn ơi, đây là cuộc thi môi không được hở trước khi đến với câu trả lời. Nhưng mình chắc chắn 100% các bạn đã há hốc mồm rồi đúng không? Cô gái ấy đang bắn cung, nhưng không phải bằng tay mà bắn cung bằng chân cơ. Bái phục sát đất đây. Ơ, tự nhiên đập quả trứng vào bát mãi không bể, nên mượn tạm cái chán của mấy đứa nhỏ nhà mình nào. Thế. À.
Đúng là phận con cái, đứng yên ngơ ngác con nai vàng đang chịu trận vì đĩa trứng rán thơm ngon vậy. Nghe có vẻ cũng hơi cay cay rồi đấy, gia đình này bất ổn quá. Đang chuẩn bị đi ra sông thả cá để phóng sinh cho mẹ, ai ngờ bắt gặp một cảnh tượng ngỡ ngàng. Nhảy tới bơi ra hả? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi! Hình như trên mặt sông có một sinh vật mới. Người lai ếch ư? Không biết bạn nào bơi giỏi có đoán ra đây là bài tập bơi gì mà kỳ lạ thế không? Thái độ học hành cũng có vẻ tập trung và tiếp thu đấy, nhưng mà nó không đáng kể lắm. Chắc đây là kiểu bơi tự do thả trôi theo nước đây. Skill phải học đến nơi đến chốn như chú này chứ. Turning off gravity. You are now free to float. Này này, có bạn nào vừa cố nhịn cười đấy? Đây là thử thách cấm nhịn cười mà. IQ 200 cũng phải câm nín không lý giải được ca khó đỡ này đâu. Cả lớp vỗ tay nào. Bỗng nhiên thầy giáo kêu cả lớp vỗ tay, trong khi đó không phải là tiết âm nhạc. Hình như tất cả biết chuyện gì xảy ra, còn mình thì không biết cái gì. Tại sao cậu bé lại ngơ ngác như thế nhỉ? Cùng là đời học sinh đấy, mà mình cũng chưa hiểu tại sao luôn. Đến lớp muộn ư? Vừa ngủ dậy hay đang diễn kịch thôi? Hóa ra là hoàng tử mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa trên lớp, mà cứ ngỡ đâu khách sạn 5 sao không à? Nhật, gọi bạn dậy, Nhật. Gọi bạn dậy. Nhật, gọi bạn dậy. Nhật, gọi bạn dậy. Cả lớp vỗ tay nào. Vỗ tay tiếp nào. Khánh. Hả? Đúng là có ngủ dậy thôi mà khờ cả người. Rồi bạn nào ngủ rồi giơ tay lên thầy xem nào. Ai ngủ rồi giơ tay lên, giơ cao lên nào. Rồi ngủ hết rồi à? Rồi giơ cao lên, bạn nào ngủ rồi giơ tay cao nào. Uầy, thế mà sau đây còn nổi da gà luôn được các bạn ạ. Nhìn chấm chấm thế thôi mà đến lúc cũng tạo thành một bức tranh đẹp ấy chứ. Đúng là dưới con mắt nghệ thuật, các bọn thật. Ui giời, tiếc gì một like đúng không nào? Tất cả tranh ra chứng kiến màn trình diễn siêu phẩm đường phố của năm đây. Ở Việt Nam, các bạn có biết trâu lội nước không? Còn ở Mỹ cũng có Lamborghini lội nước nha. Không biết có phải xe này được chế từ tàu ngầm Doraemon không mà chiến đét nhỉ? Các bạn ạ, đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu. Được hôm ở nhà chủ nhật thì đột nhiên cả nhà mém xỉu vì hiện tượng lạ xảy ra ngay trước mặt. Người hùng bố bật dậy, lao tới như Superman giải cứu thế giới. Nhưng vẫn không biết tại sao chiếc ghế lại di chuyển như thế. Trời ơi, không biết anh edit có cho nhầm video vào không mà đang hài hước lại thành tâm linh thế này. Có phải chiếc ghế di chuyển vì có ma thật không? Gió thổi mạnh hay một lý do nào khác? Ai bảo có ma thì ra đây mà xem. Hay chá. Nani. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn. Và cây kết hóa ra là chiếc xe ô tô điều khiển của ông con đã được vặn cót từ bao giờ. Chui dưới gầm ghế rồi chở cả ghế đi cùng luôn ấy mà. Ngay bây giờ các bạn đang được chiêm ngưỡng hai hiện tượng siêu thực của thiên nhiên. Vừa đẹp mắt lại đông lạ bình bông. Nhưng chỉ cá là ở đây chưa từng bạn nào nhìn thấy đâu mà coi. Nhưng video nào mới là video thật? Hãy nhanh đoán ra để không bị lừa nhé. Rất tiếc nếu như bạn vừa ăn phải một cú lừa. Chẳng có video nào ở đây là video thật cả. Vì những hiện tượng này đều do bàn tay con người sáng tạo ra trong video AI. Ai mà trả lời đúng câu này thì vừa có đôi mắt tinh danh khủng khiếp cùng trí tuệ xuyên biên giới đấy. Làm sao để nhanh trí thể hiện cái sự bái phục của mình với các bạn bây giờ? Túc tí.
điệp là tiếp tục thôi nào. Chúng ta lại phải tìm ra video nào là thật. Mà đúng là có một video thật đấy. Yên tâm, lần này tin tôi đi. Con hổ mình chăn là thấy sai quá sai rồi, nên video tóc dựng ngược ở video đầu tiên là chính xác. Cứ tưởng hiện tượng này là trò đùa cơ, thế nhưng nó thực sự có thật. Điều này xảy ra do các đám mây nhiễm điện phía trên đầu họ gây nên. Theo các chuyên gia, đây là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, chứ không vui một chút nào. Vì khi này, bạn sẽ dễ bị sét đánh nếu trong môi trường đang có dông bão, sấm sét. Nếu gặp hiện tượng này, việc đúng đắn nhất là trú ẩn ngay ở nơi an toàn, để làm cho bác Thiên Lôi không ghé thăm được bạn ấy mà. Vậy hai video này thì sao? Con vật nào là thật, con vật nào giả chân? Mình cứ tưởng là mình là người đầu tiên phát hiện ra một con vật kỳ cục trên trái đất này cơ. Nhưng không phải rồi, chú gà Lai Công là sản phẩm của AI thôi. Công nhận AI bây giờ đỉnh cao thật. Chỉ có chú cá ngựa là thật thôi các bạn nhé. Vì đây là cá ngựa lùn, loài cá ngựa có kích thước mini, di chuyển với tốc độ siêu chậm, chỉ 152cm mỗi giờ. Không biết cá ngựa này bơi hay bò nữa mà chậm hơn cả mấy bạn rùa. Có phải từ nãy đến giờ các tín đồ mê ăn uống chờ đợi một siêu phẩm không? Câu hỏi tiếp theo này sẽ đáp ứng thỏa mãn cho các bạn đây. Nhưng trước đó, bạn cần tìm ra chiếc bánh nào có thể ăn được cái đã. Đừng có nhanh ẩu đoảng vội vàng hư. Bánh hình chiếc lá lại có giọt xương bên trên mới là chiếc bánh có thể ăn được. Còn chiếc bánh nhìn trông có vẻ ngon mắt này lại giống chiếc mút xốp hơn là bánh đấy. Ăn vào thì chắc phải gặp bác sĩ thôi. Bánh hàng riêu khi sắn ra phải trông mờ lem như thế này cơ chứ. Ở đây có bạn nào thích ăn bánh giống Nhanh Trí không? Về đội Nhanh Trí ngay nhé. Thử thách tiếp theo là những con vật có 102 mà có lẽ các bạn ở đây chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Cocolico. Meo. Pip 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 pip. Chỉ một video có hình con vật thật mà thôi, đó là chơi kiểu thử thách thật giả này, cứ phải cảnh giác liên tục à. Cứ tưởng không con nào có thật, nhưng hóa ra video thứ hai là một con vật có thật các bạn ơi. Nhìn nó ghê nhở. Đây là loài khỉ marmoset bạc, sống ở phía đông rừng mưa nhiệt đới Amazon tại Brazil. Loài khỉ này có màu trắng bạc xám, ngoại trừ phần đuôi hơi sẫm màu, đôi tai trần, màu thịt nổi bật trên da. Chúng đạt kích thước từ 18 đến 28cm và chỉ nặng từ 300g đến 400g thôi. Nhìn em nó mà Nhanh Trí cứ liên tưởng đến nhân vật Gollum trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn đấy. Công nhận, ở rừng mưa nhiệt đới Amazon có quá nhiều bí ẩn và nhiều điều kỳ lạ phải không nào? Hai video tiếp theo sẽ còn ảo ma Canada hơn nữa. Đấy, xem xong mà cứ lú như con cú, trong khi Nhanh Trí phải xem video này đến 3 lần rồi. Vậy thì bạn có phân biệt được video nào do dùng ảo thuật dựng lên không? Nè hé, nhớ câu hỏi là gì đi nhé. Video đầu tiên là vẽ ảo ảnh chứ không phải là ảo thuật đâu. Chỉ có video thứ hai là do những kỹ năng điêu luyện dùng ảo thuật đánh lừa tất cả, khiến ai cũng bất ngờ. Sự thông minh phải siêu hạng của ảo thuật gia Jack King mới nghĩ ra được những trò này, cộng với bàn tay vàng trong làng edit của anh ấy. Nhưng các bạn đừng tưởng thực hiện điều đó là dễ. Để có được những thước phim ấn tượng như vậy, anh ấy cũng phải chầy da chóc vẩy lắm mới có được hình ảnh mãn nhãn cho chúng ta xem đấy.
Trên túi mù thì đang hot hòn hòn lắm đấy. Nhưng các bạn có biết không, hộp mù mới có trước nhé. Và hộp mù là tiền thân của túi mù, hay còn gọi là blind box. Nguồn gốc của blind box đến từ đất nước hoang đảo Nhật Bản, có một tên gọi khác là túi may mắn đó các bạn ơi. Kiểu như may mắn thì vào đồ mình thích, còn xui thì bóc ra cái gì cũng không biết luôn. Người Nhật họ nghĩ ra cái này để giải quyết những sản phẩm tồn kho mà không bán được. Thay vì bán hàng phục vụ cho nhu cầu sử dụng, thì người ta đánh vào cảm xúc bằng sự tò mò và kỳ vọng khi ăn bóc một món đồ. Quả là một chiều thu hút khách hàng rất thông minh đúng không các bạn mình? Ôi trời, các bạn hối nhanh trí khui túi mù quá trời rồi thế này. Đây đây, nhanh trí sẽ bắt đầu khui cho các bạn xem nha. Các bạn biết bên trong thực sự những túi mù này có những cái gì không? Quá là chuẩn, không cần chỉnh. Bên trong túi mù sẽ có cả la bu bu, lẫn moi trái cây và các vòng hạt để móc túi, móc chìa khóa luôn. Ngoài ra còn rất nhiều món khác nữa mà nhanh trí chưa có khám phá ra hết các bạn ơi. Đặc biệt là bên trong mỗi túi mù sẽ có màu sắc khác nhau, nên các bạn không thể nào đoán được mình sẽ khui ra được cái gì đâu nha. Thế mới tò mò chứ. Ngoài ra còn có rất nhiều những món đồ chơi khác bên trong túi mù, giống như nhanh trí vừa tiết lộ vậy. Ví dụ như thỏ nước này, cham mini này, kẹp tóc này, hay capybara, thậm chí là cả đồ dùng học tập cơ. Nhiều vô cùng. Quan trọng là chúng mình có tiền để chơi không thôi, chứ có cái gì mà không thể nhét vào túi mù được đâu cơ chứ. Cha cha, túi mù có nhiều loại quá trời các bạn ơi. Nhìn mà hoa hết cả mắt đây này. Thế hộp mù thì sao nhở? Đường đường là ra đời trước đấy. Thế thì không biết có loại hộp mù nào hot hit không? Baby 3V3. Kimon V10. Hay School Banda. Nè, thực sự mà nói thì nhìn em nào em nấy cũng lung linh đáng yêu, nhưng không che nổi hào quang của Baby 3V3 đâu mà. Baby 3V3 hiện đang là hộp mù được săn đón nhiều hơn cả idol K-pop đấy các bạn ơi. Baby 3V3 có tổng là 8 bé và một secret, một bóc to sẽ có 6 hộp mù để mình ăn bóc. Vô cùng nhiều hình thú đáng yêu như gấu trúc này, cáo này, heo, voi, và có đa dạng mắt từ mắt Dora, mắt nước, mắt lé để tăng phần hồi hộp và bất ngờ cho chúng mình khi khui hộp mù nha. Nhanh trí đố các bạn biết trong này đâu là secret của Baby 3V3 nào. Bí mật là bé nào cũng đáng yêu mà đẹp nhất trong hình chính là secret nha. He he. Chính ra túi mù với hộp mù đều cùng một mục đích, nhưng nhìn cũng khác về ngoại hình mọi người nhỏ. Cái thì nhìn bao bì đơn giản, nhỏ gọn, cái thì nhìn thiết kế từng chi tiết rất tỉ mỉ. Vậy không biết túi mù và hộp mù thì cái nào xịn sò hơn? Ôi dào ơi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi là chúng mình có thể thấy hộp mù nhìn xịn sò con bò hơn rồi. Theo như nhanh trí đi khảo giá và một số bạn ở đây đã từng chơi rồi cũng thấy đấy, túi mù chỉ có từ 5K đến 30K tùy vào kích thước và sẽ được đóng gói thủ công. Còn chi phí mua một chiếc hộp mù có giá từ 200.000 lên tới cả triệu đồng lận. Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi, vì túi mù được sản xuất thủ công, người bán sẽ nhập xỉ số lượng lớn các cham rồi tự đóng vào các túi ni lông. Còn hộp mù được sản xuất xịn sò từ các nhà máy lớn và được bán trong các cửa hàng đa quốc gia như Popmart. Hơn nữa, các mẫu mã của hộp mù đều được đăng ký độc quyền, nên việc chi phí cao hơn túi mù gấp mấy lần cũng dễ hiểu thôi ha. Vậy thì được lựa chọn, bạn sẽ chọn túi mù hay hộp mù để vừa ý với mình nhỉ? Hey, comment xuống bên dưới nhá! Có bạn nào tò mò giống nhanh trí về cách túi mù được tạo ra như thế nào không? Vì túi mù có quá trời mẫu mã mà, phải có 1001 mẫu trên thị trường ấy chứ. Sao mà họ có thể sản xuất nhanh và nhiều tới vậy được nhỏ? Chắc là nhờ công nghệ máy hiện đại hay thủ công bằng nhân công thôi. Ai mà ngờ được lại sản xuất thủ công như thế này?
Bởi vì chi phí bán ra rất rẻ nên các sản phẩm của túi mù đều được làm thủ công đấy. Nhân công họ sẽ vẽ trên giấy để phác thảo ý tưởng này, rồi đưa lên máy tính để thiết kế chế tạo khuôn silicon. Xong xuôi, họ sẽ đổ nhựa vào khuôn để tạo ra thành phẩm, sau đó sơn màu và trang trí một chút thôi. Thế là ta-da! Bước cuối cùng là đóng vào túi mù và mang ra thị trường bán. Cơ bản là quy trình sản xuất chỉ có vậy thôi, với cả bằng chi phí rất rẻ như vậy. Nên Nhanh Trí có đôi chút nghi ngờ về chất lượng sản xuất đấy. Không biết nhựa có an toàn không? Khi các bạn chơi túi mù thì cũng tránh tiếp xúc vào miệng để đảm bảo sức khỏe nhé. À, mà từ nãy Nhanh Trí đam mê túi mù quá nên cứ nói nhiều à. Không biết ở đây có bạn nào cũng đam mê giống như Nhanh Trí không? Comment điểm danh bên dưới đi, để chúng mình cùng khám phá những siêu bí mật còn to lớn hơn nữa về túi mù ngay bây giờ. Ai có gan ngồi khui túi mù mấy tiếng đồng hồ giống như Nhanh Trí không? Quên cả ăn cả ngủ luôn ấy nhở? Vậy thì túi mù có tổng cộng bao nhiêu loại? Những fan cứng có biết không? 5, 10 hay 20? Thực tế là bạn có là nhà sản xuất thì cũng không thể đếm nổi có bao nhiêu loại túi mù đâu. Vì mỗi ngày Nhanh Trí lại thấy có một loại mới được đưa ra thị trường để khui. Cũng bởi vì khui túi mù hot quá nên nhà sản xuất phải liên tục cập nhật mẫu mã mới cho người xem không bị chán. Nhưng Nhanh Trí sẽ liệt kê cho các bạn 10 loại túi mù phổ biến nhất hiện nay và được yêu thích nhất hiện nay nhé. Top 1. Túi mù Labubu. Top 2. Túi mù Capybara. Top 3. Túi mù Charm Mini các loại. Túi mù heo con vật, túi mù phát sáng, túi mù thỏ nước, túi mù móc khóa điện thoại và túi mù moi trái cây. Đấy, liệt kê được top 10 túi mù thôi mà cũng gần hết hơi rồi. Còn lại túi mù nào mà Nhanh Trí chưa kể ra thì các bạn ấn đăng ký và comment cho các bạn khác cùng biết nhé. Rõ ràng chúng ta đang thấy túi mù với hộp mù, giờ đi đâu cũng thấy, nhà nhà người người đều biết. Thế nhưng mà tại sao lại nổi tiếng tới như vậy nhỉ? Đó là hot trend từ bên Trung Quốc, hay nhiều người nổi tiếng review, hay do TikTok livestream rầm rộ quá? Hóa ra lý do túi mù hot hit như vậy cũng không hề đơn giản một chút nào. Nó cần cả ba đáp án trên hội tụ lại. Như Nhanh Trí đã chia sẻ bàn nãy đấy, túi mù được sản xuất rất rẻ và đánh vào sự kích thích trí tò mò của mọi người. Nên một người chơi sẽ giới thiệu cho một người chơi nữa, khiến cho cảm xúc của người mua lẫn người xem đều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà đã là con người thì ai mà không thích bất ngờ và thích thú cơ chứ, đúng không nào? Đúng, đặc đúng. Biệt là các bạn trẻ. Thế nên những hoạt động kinh doanh livestream trên các nền tảng mạng xã hội cũng bắt theo trend này và sử dụng túi mù để thu hút mắt xem cũng như bán được hàng. Xem thì cuốn thôi rồi, có khi hơn cả Nhanh Trí ấy chứ nhỉ. Nhưng chơi túi mù như thế nào cho đúng? Có phải ai là fan của túi mù cũng đã biết được điều này đâu. Thực ra chơi túi mù có một quy tắc, chứ không phải để chơi cho vui đâu nha. Để Nhanh Trí bày cách này cho. Nhưng trước tiên chúng ta cùng dự đoán xem chơi túi mù như thế nào cho đúng đã. Mua bao nhiêu khui bấy nhiêu, ghép cặp, chọn kỳ vọng hay là đẻ con. Nè nè, quý lắm thì Nhanh Trí mới tiết lộ cho đây nha. Hiện nay chơi túi mù có 3 cách chơi phổ biến nhất là ghép cặp, chọn kỳ vọng và đẻ con. Kỳ vọng là bạn sẽ chọn một màu mà bạn thích để làm kỳ vọng. Ghép cặp là hai con giống nhau sẽ thành một cặp. Còn đẻ con là trong túi mù có ít nhất 2 con trong một túi. Cứ mỗi lần người chơi bốc trúng một trong 3 quy luật trên là mình sẽ được tặng thêm một túi mù miễn phí. Rồi sau đó sẽ đi theo quy luật đó cho tới khi túi mù không còn trúng con nào nữa. Thế là trò chơi kết thúc. Nghĩa là mình trúng càng nhiều thì mình càng hơi. Đã có người mua 24 túi nhưng nhận về hơn 200 túi rồi đó các bạn ơi. Đúng là con của thần may mắn đấy mà. Ai lỗ ai lãi là biết rồi đó ha. Nói thì nói thế thôi. Các thầy cô, người lớn cũng khoái cái trò này lắm đấy. Cơ mà sao luật chơi của thầy cô lạ quá. Mình phát hiện ra điều này và bày với các bạn đấy. Các bạn có biết luật chơi của thầy cô như thế nào không? Túi mù gọi lên bảng hay túi mù cho nghỉ tiết học? Nè nè, với thầy cô thì làm gì có chuyện là nghỉ tiết đây. Chỉ có thể là các thầy cô khui túi mù để gọi tên chúng mình lên bảng trả bài thôi. Túi mù đúng không? Em đại diện lớp bắt năm thôi.
trả bài một năm, trả bài một quý, trả bài một tháng, trả bài một tuần. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi tài ơi, chết tôi tài ơi. Trời ơi, ở nhà xem livestream khui túi mù bánh cuốn bao nhiêu thì túi mù này đáng sợ bấy nhiêu. Chị ước là cô đừng cho chơi nữa được không? Chứ tìm bọn em sắp nhảy nhót ra ngoài rồi này. Thế mới thấy, thầy cô cũng bắt trend nhanh ghê ha. Cách làm này của thầy cô không chỉ giúp không khí lớp học trở nên thú vị hơn mà còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần đấy. Miễn là tên trong túi mù không phải mình là được. Bên cạnh đó là mặt trái của sự thật, mặt trái của túi mù các bạn ơi. Tuy nó là một game giải trí và tạo ra vô cùng nhiều bất ngờ cho người chơi, nhưng gần đây bắt đầu có những ý kiến trái chiều, tiêu cực vì trò chơi này. Tại sao nó lại bị chỉ trích như vậy? Nó không bảo vệ môi trường, nó gây tốn tiền hay là một trò chơi vô tri? Rõ ràng rồi, nghiêm túc để mà nói thì việc khui túi mù có thể gây nên việc không bảo vệ môi trường, vì mỗi túi mù đều là túi ni lông và sử dụng một lần không thể tái sử dụng lại được, mà mỗi phiên live stream khui túi mù phải thải ra ít nhất 500 túi và nhiều thì vô kể, nên mọi người bắt đầu cảm thấy đây là một hành động rất ô nhiễm và không bảo vệ môi trường. Hơn nữa, khui ra xong rồi mà không chơi hết những đồ chơi đó thì lại thành gây ra lãng phí tiền của rồi cả công sức của mình nữa chứ. Biết đâu ở trong túi mù còn có cả những thứ không kỳ vọng thì sao? Vậy nên một số bộ phận thì rất ủng hộ, còn một số khác thì lại không. Chính là vì vậy đấy. Thế có cách nào để chúng mình vừa được chơi vui, vẫn bảo vệ môi trường mà lại tiết kiệm không nhỉ? Nhanh Trí sẽ bật mí ngay bây giờ. Có bạn nào muốn làm giàu với Nhanh Trí không? Túi mù này hoàn toàn có thể tự handmade đóng thành túi để bán được đó các bạn ơi. Ai cũng có thể làm được, từ lớp 1 đến tận lớp 12 cũng làm được nha. Nhanh Trí đang ấp ủ ước mơ làm giàu cùng túi mù. Có bạn nào gia nhập team khởi nghiệp 1K cùng mình không đây? Còn cách làm như thế nào thì chúng mình cùng dự đoán cái nhé. Nhập nguyên túi hay đóng túi bằng máy dập phông? Trời ơi, thời tới cản không kịp. Chúng mình chỉ cần có máy dập phồng tóc là có thể tự làm túi mù handmade rồi đó. Tin được không, tin được không? Chúng mình chỉ cần mua túi một lần này về, sau đó cho một cham vào túi và dùng máy dập phồng hơ nhẹ vào miệng túi để đóng vào. Mà cham thì các bạn có thể cho bất cứ một loại cham gì mà các bạn thích, thậm chí là cham handmade cũng có luôn. Wow, cực kỳ nhanh và chúng mình có thể tự làm một chiếc túi mù cho riêng mình rồi. Con đường khởi nghiệp của Nhanh Trí đã đến rồi đây. Các bạn thấy thế nào? Ý tưởng này hay chứ? Và có đam mê túi mù hay ấn tượng với chiếc túi mù nào không? Comment xuống bên dưới để chờ đón những điều thú vị tiếp theo nhé!